Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bất ngờ ập đến. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số, đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, sự thật tuyệt vời. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, hưởng lộc tổ tiên. Gặp may liên tiếp, tiền bạc ào ào về như thác lũ, đổi đời đại gia, đúng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống chúng ta luôn tìm kiếm những thời điểm thuận lợi để thực hiện các kế hoạch và dự định quan trọng. Đối với những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024, hứa hẹn mang đến một thời điểm vàng, một giai đoạn đặc biệt mà vận may và tài lộc sẽ ghé thăm, mang lại nhiều niềm vui và cơ hội thăng tiến. Bản mệnh có tò mò muốn biết thời điểm vàng này sẽ bắt đầu từ ngày nào và những điều tốt đẹp gì đang chờ đón bản mệnh trong khoảng thời gian này không? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết tử vi của người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong thời điểm vàng đặc biệt này từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Video hôm nay sẽ giúp bản mệnh nắm bắt những thông tin quý báu, từ đó tận dụng tối đa vận may để đạt được những thành công ngoài mong đợi. Thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch không chỉ đơn thuần là thời gian mà các sao tốt chiếu mệnh, mà còn là cơ hội để người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 khẳng định bản thân, vượt qua mọi thử thách và đạt được những thành tựu đáng kể. Hãy tưởng tượng rằng, trong thời điểm đặc biệt này, mọi việc bạn làm đều thuận buồm xuôi gió, từ công việc kinh doanh đến các mối quan hệ cá nhân, đó chính là sức mạnh của thời điểm vàng mà chúng ta sẽ cùng khám phá ngay bây giờ. Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến với quý khán giả những thông tin chi tiết và những lời khuyên hữu ích để bản mệnh có thể chuẩn bị tốt nhất cho thời điểm vàng này. Hãy cùng tìm hiểu xem bản mệnh làm gì, tránh những điều gì và cách tận dụng tối đa cơ hội để biến thời điểm vàng này thành thời điểm bùng nổ của sự nghiệp và cuộc sống. Hãy chuẩn bị sẵn sàng và cùng chúng tôi bước vào hành trình khám phá tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, tử vi học có nói, cuộc đời là bể khổ, ai cũng phải trải qua nhiều cay đắng, ngọt bùi thì mới có thể đạt tới được thành công và hạnh phúc. Tuy nhiên, có những người mệnh dày phúc lớn mà dư giả đủ đầy, từ nhỏ lớn lên làm ăn thuận lợi, làm một tháng ăn cả năm, tiền nhiều đếm không xuể. Lại có những người từ tấm bé sinh ra đã khổ đói, ăn mặc rách rưới, lớn lên đi làm thì chật vật, nợ nần chồng chất, khổ nhục trăm bề. Thế nhưng, kiến tha lâu mãi cũng có ngày đầy tổ, khổ trước sướng sau thế mới giàu. Nếu quý khán giả đang xem chương trình này mà cầm tin tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, thì xin chúc mừng quý khán giả sẽ có cơ hội đổi đời giàu to, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia đang ập đến với quý bản mệnh đấy. Và trong thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 này, đặc biệt, nếu biết và tránh được một số tai ương sẽ nói sau đây, ác bản mệnh sẽ được đón nhận cơ hội đổi đời vàng ngọc mà ông trời ban tặng, cơ hội phát tài cực mạnh. Tiền từ tứ phương sẽ đổ vào nhà, lúc đó bản mệnh có thể thảnh thơi mà hưởng cuộc sống giàu có dư giả viên mãn, khó ai sánh bằng. Chúc mừng quý bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nhé! Người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 cầm tinh con gà. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Đinh Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói.
họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo, siêng năng, có trách nhiệm là điểm cộng trong tính cách của những người tuổi Đinh Dậu. Bên cạnh gia đình, sự nghiệp là ưu tiên thứ hai của họ. Với những người tuổi Đinh Dậu, gia đình là chốn bình yên, nghỉ ngơi, thì trốn công sở phải là nơi để họ tỏa sáng, nổi bật. Sự chỉnh chu trong ăn mặc, sự thẳng thắn, cộng với tài quan sát sắc bén trong công việc, luôn giúp họ có xu hướng làm việc tích cực, chăm chỉ hơn những con giáp khác. Họ có khả năng tập trung cao độ vào mục tiêu mình đã đề ra và có quyết tâm hoàn thành nó một cách thông suốt. Người tuổi Đinh Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộm thuộm, khá hấp dẫn, nhất là nam giới. Họ rất quan tâm tới hình thức. Đinh Dậu có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngại ngần tung tiền mua sắm áo quần. Cũng giống như những chú gà trống thích khoe bộ lông tuyệt đẹp, tuổi Đinh Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân. Họ thích được tâng bốc và chú ý. Đinh Dậu nhanh trí mà lại thực tiễn và phong phú. Họ nhất quyết chỉ làm những gì họ có làm qua hoặc cho là phải, tính thẳng thừng nên trung thành tuyệt đối. Tuổi Đinh Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ. Họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì. Do họ quá thật thà, thẳng thắn, đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Tuổi Đinh Dậu thích đi xa nhà, đặc biệt đi với bạn bè, kiểu một mình ở nhà ăn cơm một mình không xong, thà đi chơi thâu đêm với một bầy bạn hỗn độn sướng hơn. Trưng diện thì có lẽ là nổi tiếng nhất xóm, nổi bật thì có nổi bật, nhưng khi ở một mình thì tuổi Đinh Dậu lại thích cuộc sống đơn giản. Tuổi Đinh Dậu cần biết giá trị của tình cảm và linh hồn cũng không kém gì diện mạo, tất cả mới làm cho cuộc sống vuông tròn. Xem tử vi của người tuổi Đinh Dậu cho biết, người tuổi Đinh Dậu bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và là người khá sôi nổi, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, được bạn bè và người thân giúp đỡ. Con đường sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu khá thuận lợi, bằng phẳng. Đây là người cơ trí, khéo léo, nhiệt tình, có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống. Thế nhưng, Đinh Dậu lại hay tỉ mỉ quá, cầu toàn quá, khiến cuộc sống của họ luôn phải bận bịu, vất vả. Số tuổi này có quý nhân phù trợ, cả đời phúc lộc, song toàn, gần quan, gần quý, nhưng không thể dựa vào người thân, nếu có thể thúc đẩy chí hướng thì nhất định đạt danh lợi. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 là người có tính tình hài hước, vui vẻ, luôn mang tới niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh. Cuộc sống dù vất vả, có nhiều bộn bề, thì bản thân vẫn lạc quan và hướng tới tương lai tươi sáng. Chính nghị lực sống phi thường đã giúp con giáp này vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và cuối cùng đã tới thời điểm thu hoạch trái ngọt. Người tuổi Đinh Dậu mang mệnh phú quý ở hậu vận, càng về già sẽ càng sung túc, dù trong việc làm có gặp khổ sở, vất vả, nhưng nhờ sự nhẫn nại, nỗ lực kiên trì đến cùng mà tự tay gây dựng thành công, tự lực mà tạo nên thành quả, đạt được vô số thành tựu đáng trân trọng, tuy lâu nhưng sẽ rất bền vững. Đinh Dậu cũng phải chịu cảnh đàn áp, chèn ép của tiểu nhân trong công việc, đôi khi trục trặc chuyện tiền nong, đôi khi còn dính họa thị phi khiến cuộc đời rơi vào trầm luân, bể khổ. Tuy nhiên, số mệnh đã sắp đặt thì về sau họ rồi cũng sẽ tìm được sự giàu sang, quyền thế của mình. Nhờ có phúc dày, mệnh lớn, mà đến một thời điểm khó khăn nhất đời người, khi mà mọi thứ bế tắc đường cùng, những tưởng sẽ chấm hết, thì bất ngờ Đinh Dậu sẽ bùng nổ tài lộc, gặp thời đổi vận mà phất lên một cách rực rỡ, khiến chính họ cũng chẳng thể ngờ có ngày mình lại đổi đời nhanh như vậy. Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào, vậy nên dù hiện tại có thế nào, Đinh Dậu sinh năm 1957 hãy tích cực tiến lên. Nam mệnh tuổi Đinh Dậu hầu hết đều là người thông minh, có tài ứng biến so với những con giáp khác. Nam tuổi Đinh Dậu có tính cách kiên định, xông pha, không ngại khó khăn, gian khổ, mà luôn phấn đấu rèn luyện ý chí để vượt qua khó khăn. Vì trải qua nhiều sóng gió, họ tâm niệm rằng nếu mình không tự mình đứng dậy thì không ai có thể giúp đỡ họ. Là những người nói ít làm nhiều, nghĩ đến đâu làm đến đó, nam tuổi Đinh Dậu luôn cố gắng để mọi người thấy được kết quả của mình, chứ không phải là quá trình bước vào giai đoạn trung vận. Đa số nam mệnh tuổi này đều công thành danh toại, không những kiếm được nhiều tiền mà có những người còn có chức, có quyền, tiếng nói có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhìn chung, tuổi Đinh Dậu nam mệnh có mệnh lớn, nhiều may mắn,
đa số đều có cuộc sống viên mãn, thăng hoa vào giai đoạn hậu vận khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nữ mệnh tuổi Đinh Dậu là những người chăm chỉ, cẩn thận, là kiểu người có trách nhiệm, có kỷ cương và vô cùng ngăn nắp, vì thế mà họ được nhiều người tin tưởng. Tuy nhiên, bản tính của nữ tuổi Đinh Dậu hơi dè dặt, dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Nữ tuổi Đinh Dậu là người mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm sóc, dạy bảo con cái, đặt gia đình lên trên hết. Trung vận và hậu vận của bản mệnh thường an nhàn, hưởng phước đức. Xét tổng quan vận trình tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Xem tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Đinh Dậu cho thấy vận trình của người tuổi Đinh Dậu nhìn chung khá tươi sáng. Từ nay đến rằm, sự chăm chỉ làm việc sẽ mang lại nhiều thành quả, nhưng cần phải chú ý ý đến hành xử để tránh những rắc rối không đáng có trong cả công việc và cuộc sống. Trên phương diện sự nghiệp, sự hỗ trợ từ tam hợp giúp tuổi Đinh Dậu phát huy tài năng của mình, biết lãnh đạo, động viên mọi người hướng tới mục tiêu chung. Do đó, nhiều người nhận được sự công nhận từ lãnh đạo và đạt được thành công mới trong công việc. Nếu Đinh Dậu chú ý hơn đến cách ăn nói và cư xử, Đinh Dậu có thể mở rộng được các mối quan hệ xã giao hữu ích. Trên phương diện kinh tế, tuổi Đinh Dậu đưa ra được những quyết định đúng đắn trong đầu tư và kinh doanh. Dù tiền bạc có thể không đổ vào túi ngay lập tức, nhưng vẫn sẽ có lợi nhuận đến sau, giúp bạn kiên nhẫn với định hướng của mình. Tuy nhiên, hãy kiềm chế tính nóng nảy để tránh gây ra mâu thuẫn với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp. Vận khí từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch nhìn chung hanh thông, tuổi Đinh Dậu không cần phải dành quá nhiều mối quan tâm cho sự nghiệp cũng như tài lộc. Mọi việc tiến triển đều cũng khiến gia đạo hài hòa hơn, đôi bên giảm thiểu những tranh cãi không đáng có. Nếu gặp điều phiền muộn, bản mệnh nên tâm sự với người ấy nhiều hơn. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện dành cho cả nam mệnh và nữ mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 từ nay đến rằm tháng 7 lịch 2024. Đối với nam mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, xét về phương diện công danh, sự nghiệp, cục diện tam hợp đem lại nhiều tác động tích cực cho vận trình sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu. Nhiều cơ hội xuất hiện mở ra cho bạn nhiều triển vọng trong công việc. Tuổi Đinh Dậu nắm bắt được và cố gắng không ngừng thì ắt gặt được thành công. Tuổi Đinh Dậu biết được khả năng của mình là gì nên phát huy đúng lúc, đúng chỗ, khiến nhiều người phải ngạc nhiên vì những gì bạn làm được. Ngoài ra, bản mệnh còn thể hiện được tài lãnh đạo, chỉ huy của mình, truyền động lực cho mọi người để cùng cố gắng vượt qua khó khăn, gặt hái thành công mới. Với người làm lãnh đạo, Đinh Dậu tạo được cái uy với nhân viên cấp dưới của mình khi luôn bình tĩnh và nghiêm túc trong mọi tình huống. Để có thể đưa ra những quyết sách chính xác nhất, công ty có thể đạt được bước tiến mới từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này. Hãy chú ý đến cách nói năng hành xử của mình, luôn cởi mở và chân thành với mọi người để xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. Quan hệ rộng giúp tuổi Đinh Dậu được tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn, gặp khó khăn cũng không sợ không có người giúp sức. Nguyệt lệnh trường sinh khuyên tuổi Đinh Dậu, bản mệnh có thể dành thêm thời gian để làm các công việc thiện, giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Hãy đối xử tốt đẹp với mọi người thì sớm muộn gì cũng nhận được những món quà cuộc sống đem lại. Xét về phương diện tài lộc, tình hình tài lộc nhìn chung khá hanh thông, thuận lợi từ nay đến rằm. Nhờ có tam hợp nâng đỡ, tuổi Đinh Dậu chăm chỉ làm lụng thì ắt kiếm được một khoản tương xứng. Với người làm công ăn lương, những đóng góp của Đinh Dậu được lãnh đạo đánh giá cao, cấp trên sẵn sàng dành cho bạn những lời khen có cánh và những khoản thưởng nóng. Nếu tự tin với những gì mình đã làm được, bạn có thể tự đề xuất thăng chức, tăng lương cho mình, khả năng được chấp thuận là rất cao. Căn cứ tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng, với tuổi Đinh Dậu làm kinh tế, bản mệnh đang nhận được những khoản lời lãi đầu tiên sau quá trình đầu tư trước đó. Điều này cho thấy Đinh Dậu đang có những quyết định khá đúng đắn. Vì vậy, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, tương lai Đinh Dậu sẽ còn nhận được những khoản hậu hĩnh hơn. Những người làm nghề tay trái hoặc sắp xếp làm thêm cũng sẽ nhận được khoản thù lao dư giả. Đinh Dậu đã dần có chỗ đứng trên thị trường, nên hợp đồng với đối tác cũng ngày một nhiều hơn, dù vất vả nhưng bạn thấy xứng đáng. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, điều Đinh Dậu cần chú ý là hạn chế tính nóng nảy của mình để tránh mâu thuẫn với khách hàng, đối tác. Điều này không đem lại lợi ích gì cho tuổi Đinh Dậu,
thậm chí còn khiến Đinh Dậu bị ảnh hưởng danh tiếng, gây tác động không tốt đến doanh thu. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, phương diện tình duyên không được như ý từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, phần lớn là do cách hành xử của Đinh Dậu. Vì vậy, Đinh Dậu cần dành thời gian nhìn nhận lại bản thân, chứ không phải là trách móc người này người khác. Với người đã lập gia đình, Đinh Dậu và người ấy cần hạn chế tranh cãi với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt. Điều gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, chớ nên nhắc đi nhắc lại khiến cả đôi bên đều cảm thấy bực bội. Khi mâu thuẫn xảy ra, Đinh Dậu chớ nên nói lời nóng nảy, gây tổn thương cho người ấy. Hãy hạ cái tôi cá nhân xuống, đừng bắt người ấy nghe theo mọi ý kiến của mình. Hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương, biết đâu bạn sẽ có cách nhìn nhận vấn đề khác đi. Với người còn độc thân, phương diện tình cảm của bản mệnh cũng không có nhiều điểm sáng, chủ yếu do Đinh Dậu quá lạnh lùng, tự tạo ra bức tường ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh, khiến người khác ngại ngần không dám tiếp cận. Khi có ai đó bày tỏ thiện cảm với mình, dù không thích đi nữa, Đinh Dậu cũng không nên từ chối quá phũ phàng. Hãy có cách hành xử khéo léo hơn để khiến đối phương không quá buồn bã hoặc bị mất mặt. Xét về phương diện sức khỏe, thầy Tử Vi cho biết, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, người tuổi Đinh Dậu cần phải lưu tâm đến phương diện sức khỏe của mình hơn. Lý do là bởi Đinh Dậu phải chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Hãy cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc khi lao động tay chân, vận hành máy móc kẻo dễ vướng họa huyết quan, đặc biệt khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không tỉnh táo, Đinh Dậu cần phải cho phép mình nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá sức khiến sức khỏe suy giảm, dễ gây ra sai sót hoặc gặp sự cố không đáng có. Bên cạnh đó, hãy sắp xếp thời gian trong ngày để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, tránh nguy cơ mắc phải những căn bệnh như đau đầu, đau xương khớp, đau dạ dày. Đối với nữ mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, xem tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Đinh Dậu cho thấy đây sẽ là tháng bình ổn, thuận lợi với tuổi Đinh Dậu nữ mệnh. Công việc làm ăn tiến triển đều đặn, thuận lợi, đôi khi chịu tác động của hung tinh mà trục trặc giữa chừng, nhưng cuối cùng vẫn đạt kết quả kỳ vọng. Nữ mệnh Đinh Dậu giàu kinh nghiệm, sống và làm việc dễ dàng đưa ra được nhiều quyết định chính xác giúp ích cho tập thể. Nếu làm lãnh đạo, bạn thường nhận được sự tôn trọng và nể phục của nhân viên cấp dưới. Tài lộc dần vào nguồn ổn định, các nguồn thu đổ về đều. Một số nữ mệnh còn có lộc kinh doanh buôn bán liên tiếp, nhận tiền lời mà không tốn quá nhiều công sức. Bản mệnh kiếm tiền dựa vào công sức của chính mình nên có thể yên tâm hưởng thụ, không lo bị ai chiếm đoạt. Sức khỏe hầu như tốt, nữ mệnh Đinh Dậu ít đau ốm hay mắc bệnh nghiêm trọng. Ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc, nhanh khỏi. Có điều cần đề phòng tranh chấp thị phi, khiến Đinh Dậu vướng vào tai hình, kiện cáo, gặp chuyện quan sự, tai bay dạ gió. Bản mệnh cũng cần chú trọng yếu tố chất lượng, tránh nghe lời ngon ngọt mà bị lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Gia đạo từ nay đến rằm khá hài hòa, có thể đón hỷ tính từ con cháu trong nhà. Tuy nhiên, nữ mệnh Đinh Dậu cũng nên dành thời gian và quan tâm nhiều hơn đến nửa kia và con cái của mình. Chớ đưa ra những ý kiến áp đặt người khác. Trước khi ra lệnh thì hãy đặt mình vào vị trí của người thân, như vậy thì bầu không khí gia đình sẽ hòa thuận hơn nhiều. Tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết trong 2 ngày một cùng cẩm nang dượng vận cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Tử vi ngày 12 và ngày 13 tháng 7 âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tuổi Đinh Dậu thông minh, lanh lợi và hay thể hiện được tài lẻ của bản thân trong những ngày này. Do ảnh hưởng từ Thái Dương và Thiên Diêu, vận may trong sự nghiệp của Đinh Dậu rất tốt, nên thời điểm này công việc của Đinh Dậu sẽ diễn ra suôn sẻ, khả năng của bạn được cải thiện và Đinh Dậu có thể lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Với tinh thần cởi mở, tuổi Đinh Dậu nên tích cực ngoại giao, làm ăn và đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh. Ai muốn khởi nghiệp hoặc hợp tác với người mới thì nên tranh thủ những ngày đầu. Trong thời điểm này, nam mệnh tuổi Đinh Dậu kiếm được khá nhiều tiền và có nhiều lợi thế trong việc kinh doanh làm ăn riêng. Bên cạnh đó, tuổi này cũng tránh được khá rắc rối về tiền bạc nhờ khiếu hài hước, khéo ăn khéo nói của bản thân. Lời nói chẳng mất tiền mua, chẳng dại gì mà không khéo miệng để thu lợi về cho bản thân khi có cơ hội. Về chuyện tình cảm, người độc thân sẽ nhận được nhiều tín hiệu tán tỉnh từ một vài người mới, nên hãy lựa chọn người ưng ý rồi hẳn nhận lời hẹn hò. Bản mệnh có lộc kết duyên trong những ngày này.
nên hãy tích cực nói chuyện, cởi mở với mọi người xung quanh, hoan hỷ với người đang có thái độ không tốt với mình và hạn chế nói nặng lời với người thân. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất, tiểu nhân là Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: hồng, đỏ. Con số may mắn: 56, 08, 95. Tử vi ngày 14 và ngày 15 tháng 7 âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp báo tin vui. Tuổi Đinh Dậu trong hai ngày này dễ thăng quan tiến chức, ăn nên làm ra. Nhờ tác động của thiên đức cát tinh, Đinh Dậu làm gì cũng rõ hơn người khác nhiều phần. Với những người mới thuyên chuyển vị trí công tác, công việc sẽ suôn sẻ hơn mong đợi rất nhiều. Đồng nghiệp sẽ không cố tình làm khó bạn. Tuổi Đinh Dậu cơ hội học hỏi, nếu thể hiện tốt sẽ có cơ hội thăng tiến. Người làm quan chức, quản lý hoặc làm chủ cửa hàng sẽ có nhiều cơ hội đi lên trong thời gian tới. Các khoản đầu tư ngắn hạn sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể. Trong những ngày này, tiền bạc chi tiêu thoải mái. Tuổi Đinh Dậu không phải lo nghĩ nhiều so với trước đây, tiền bạc sẽ phong phú hơn rất nhiều. Thu nhập chắc chắn sẽ vượt xa những người xung quanh, có làm thì có ăn, người chăm chỉ cày quốc thì trời không phụ lòng. Về mặt tình cảm ở thời điểm này, có sự hài hòa, hòa hợp và giao tiếp trôi chảy. Tuổi Đinh Dậu cũng có thể lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lãng mạn, một chuyến đi xa cùng gia đình đến vùng đất mới. Nhiều người dồn tiền để làm dự án từ thiện hoặc báo hiếu cha mẹ. Việc này đem lại cho Đinh Dậu cực kỳ nhiều phước. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Ngọ và Thìn. Màu sắc may mắn: vàng, hồng. Con số may mắn: 15, 94, 70. Cảnh báo đến bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 về ba hiểm họa cần tránh và cách hóa giải từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Một là thị phi cản bước thăng tiến. Bước sang từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Đinh Dậu đang có nguy cơ đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp vì những lời đồn đại, thị phi tiểu nhân. Có thể sẽ dựng chuyện bày ra đủ loại tin đồn thất thiệt, khiến cho Đinh Dậu dở khóc dở cười. Muốn đi thanh minh cũng chẳng thể nào thanh minh được cho từng người một. Điều này có thể biến những cố gắng, nỗ lực của Đinh Dậu trở thành mây khói. Dù bỏ ra không ít công sức, nhưng lại không được cấp trên công nhận. Cơ hội để khẳng định năng lực của bản thân cũng ít lại càng ít. Những ấn tượng tốt về bạn với cấp trên có thể sẽ tan biến vì lời đồn thổi vô căn cứ kia, và ước mơ gánh vác thêm trọng trách của tuổi Đinh Dậu cũng theo đó mà trở thành thất vọng. Hai là tai họa bất ngờ. Tử vi phương Đông tiết lộ rằng, trong khoảng thời gian này, người tuổi Đinh Dậu có thể gặp phải những sự cố tai họa bất ngờ mà không thể lường trước được. Bệnh tật không ảnh hưởng nhiều đến con giáp này. Những điềm báo chẳng lành xuất hiện khi con giáp này xuất hành xa hay tham gia các hoạt động mạo hiểm. Tốt nhất để giữ an toàn cho bản thân thì những người tuổi Đinh Dậu nên hạn chế đi lại nhiều, cũng không nên đi xa nhà, tránh đi sớm về khuya, lại dùng chất kích thích. Ba là kiếm nhiều tiền mà không giữ được tiền. Tử vi tuổi Đinh Dậu từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này cho thấy bản mệnh đang không được may mắn cho lắm trong chuyện tiền bạc. Có phần đầu voi đuôi chuột, khi kiếm được tiền mà chẳng thể giữ nổi tiền trong tay. Xem ngay phong thủy nhà, con giáp này khá lanh lẹ trong việc làm ăn buôn bán, nên thu về số lợi nhuận đáng ngưỡng mộ. Chỉ có điều, mọi chuyện chẳng được thuận lợi như mong muốn và Đinh Dậu sẽ phải đối mặt với nguy cơ tiền bạc hao tổn bất cứ lúc nào. Nhiều sự cố bất ngờ nảy sinh mà con giáp này chẳng thể ngờ được, bắt buộc phải dùng tiền để xử lý chứ không thể trơ mắt ra nhìn. Mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn, đó là còn chưa kể đến đủ loại chi phí phát sinh ngoài dự toán. Tiền vào nhà hôm trước thì hôm sau đã đội nón ra đi. Tuổi Đinh Dậu mà không cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư thì còn có nguy cơ cháy túi nữa cơ. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.